Đến với chuyên mục mỗi ngày một con số, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đề cập đến con số 1.400 tỷ đồng. Đây là số tiền tiết kiệm được sau 4 năm thực hiện chủ trương không phát hành tiền mệnh giá nhỏ trong dịp Tết. Thưa quý vị, theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú thì năm 2013 là năm đầu tiên thực hiện chủ trương không đưa tiền mệnh giá 500 đồng mới ra lưu thông và đã tiết kiệm được 95 tỷ đồng. Năm 2014, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không đưa ra 500 đồng, 1.000 đồng và 2.000 đồng mới in trong dịp Tết, tiết kiệm được 314 tỷ đồng. Năm 2015, không đưa thêm tiền mệnh giá 5.000 đồng mới in nữa thì tiết kiệm được 516 tỷ đồng và năm nay tiết kiệm được 475 tỷ đồng. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chủ trương sử dụng tiền mệnh giá nhỏ lẻ một cách hợp lý tiết kiệm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 và yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm việc đáp ứng nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ, không đưa các loại tiền mới in từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông, chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân. Trong trường hợp cần thiết sẽ đề nghị thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép.